Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm món canh trùng trục mùng tơi nhé, rau mùng tơi ạ. Là món ăn này ngọt mát cho ngày hè. Các bạn cần chuẩn bị cho mình 1 kg trùng trục. Các bạn ngâm cho mình nước vo gạo nhé. Sau đó mình đổ 2 giờ các bạn lại thay nước một lần. Và để cho cái phần trùng trục này nó nhả hết cái phần nằm bẩn này. Đấy ạ. Và bây giờ mình sẽ rửa cái phần trùng trục này để mình luộc lên nhé. Vào rau mùng tơi thì mình vừa mới ngắt một nhóm rau ở trong vườn mình trồng trên sân thượng các bạn ạ. Mình có những cái chậu nhựa, mình đã trồng rau thì nhiều video mình cũng nói đến rồi ạ. Và bây giờ mình sẽ rửa cái phần trùng trục này các bạn nhé. Khi mình đã thay nhiều lần nước ấy, nên là nước trùng trục nó sẽ sạch hơn nhé. Hôm nay mình mua được trùng trục to, rất là ngon luôn đấy ạ. Các bạn chuẩn bị cái xoong này và mình cho trùng trục vào nhé. Để cho trùng trục nó tách vỏ thì các bạn cho mình một chút muối này. Nước nhé, các bạn cho mình về trong cái phần trùng trục này ấy, nó có một lượng nước rồi cho nên chúng ta chỉ cần cho vừa phải nữa thôi. Bây giờ mình sẽ luộc cái phần trùng trục này lên nhé. Khi luộc cái phần trùng trục này lên thì các bạn để ý cho mình nhá, lửa và trong nữa ấy, nó sẽ trào, nó sợ trào bọt ra ấy, thì các bạn để ý cho mình đừng không có nó sẽ trào ra đấy ạ. Rau mùng tơi mình sẽ nhặt ra nhá và mình rửa sạch cái phần rau mùng tơi, bỏ cái phần quặng già này đi. Mình trồng có mấy chậu mùng tơi thôi mà ăn còn không hết các bạn. Mà rau mùng tơi này phát triển mùa hè rất tốt, không phải lo gì thuốc thang cả các bạn ạ. Không có sâu bao giờ. Nhưng trồng rau mùng tơi vừa dễ sống mà để vừa không bị thuốc. Mà ăn lại ngọt mát cho ngày hè. Nó cung cấp nhiều vitamin, chất xơ cho chúng ta nhé. Mình ăn lúc nào cũng nhiều rau một chút ạ. Nhiều bạn ăn ít thì các bạn sẽ cho ít hơn nhé. Nhưng mà mình ăn nhiều thì mình hay cho nhiều rau. Các bạn khi trùng trục nó sôi các bạn nho nhỏ lửa nhé, để cho cái phần trùng trục này nó há miệng ra hết và không bị trào cái phần nước của trùng trục ra. Bây giờ mình sẽ vớt cái phần trùng trục này ra các bạn nhé. Sạch cái phần trùng trục này. Khi phần trùng trục mình đã xong rồi thì các bạn sẽ nhặt ra cho mình nhé, để mình làm sạch cái phần trùng trục này đi. Có một ít muối ấy, thì chúng ta nhặt cái vỏ này sẽ dễ hơn nhé. Khi nhặt xong hết rồi, bây giờ các bạn sẽ làm lại cho mình cái phần trùng trục này nhé. Và mình sẽ bóp hết cái phần chất thải của trùng trục ra đấy. Bạn nhớ là bóp trong nước này thì nó không bắn vào người nhé, không bắn ra ngoài. Gần như vậy thôi, nhà mình đã được một con rồi nhé. Sạch sẽ đấy, chỉ cần bóp cái phần này thôi.
Nhiều lúc chúng ta nấu ăn thì chúng ta phải biết cách làm để món ăn mới ngon được. Mình mà dâng lên ấy thì bóp này nhiều lúc nó bắn ra khắp à đấy ạ. Các bạn ướp cho mình một chút bột canh này, chút hạt lêm, chút tiêu để cho cái phần nào này nó vừa vặn nhé. Các bạn trộn đều lên cho mình cho nó ngấm gia vị vào. Mình để tầm 15 phút sau đó mình sẽ xào lên nhé. Để cho thơm thì không thể thiếu là phần hành thơm và phần tỏi, các bạn sẽ băm ra cho mình. Nấu canh cho lên, các bạn sẽ cắt cho mình cái phần rau mùng tơi này ra nhé. Các bạn cho mình chảo dầu lên bếp nhé, và mình sẽ cho phần hành tỏi thì thôi. Đi dầu lắm đi nhé. Rồi, và bây giờ các bạn sẽ cho mình phần trùng trục vào. Để phần trùng trục này ngon, các bạn là cho mình một chút tương hột nhé. Nếu không có thì các bạn có thể dùng mắm. Rồi, mình xào cho săn cái phần trùng trục này lên. Đây ạ. Bạn nào mà ăn cay thì có thể cho thêm ớt nhé. Khi phần trùng trục đã xong rồi thì các bạn sẽ cho cái phần nước luộc của trùng trục ấy. Nhớ là các bạn bỏ cái phần cặn đi cho mình. Mình đã chắt đi vài lần rồi đấy ạ. Phần cặn này mình sẽ bỏ. Đây các bạn, khi phần canh này đã sôi nhé thì các bạn sẽ cho mình phần rau mùng tơi vào. Đó, mình sẽ nêm nếm xem là gia vị vừa chưa nhé. Mình cho mùng tơi vào đã. Thì đã sôi nên các bạn nêm nếm cho mình xem vừa chưa nhé. Là mình đã được bát canh, nồi canh mùng tơi rồi. Rồi, mùa hè nên chúng ta không cần phải nấu mặn quá. Như vậy là mình đã làm xong nồi canh trục nấu với rau mùng tơi ngọt mát cho ngày hè. Các bạn tắt bếp cho mình và mình múc ra bát là có thể thưởng thức ạ. Canh này thì chúng ta ăn nguội một chút nhá, nhưng mà nóng quá như thế này là sẽ khó ăn ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã làm xong món canh trùng trục rau mùng tơi nhé, ngọt mát cho ngày hè với 1 kg trùng trục và một mớ rau mùng tơi là các bạn đã có được món canh ngon rồi. Và với nguyên liệu thì gia vị thì chúng ta tùy thuộc theo gia đình nhà chúng ta nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để xem những video mới nhất của mình ạ, ẩm thực miền quê nhé. Và chúc các bạn và gia đình có một món canh ngon ạ. Khi canh này thì chúng ta ăn với cơm nóng ấy, thì các bạn để nó nguội một chút thì chúng ta chan vào ăn thì nó mới không bị nóng. Còn nếu mình ăn nóng như này là hơi nóng.